Cao tốc Bến Lức - Long Thành không có chuyển biến. Khởi công từ tháng 7 năm 2014, đến nay, cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt sản lượng 80,2%, cơ bản không có chuyển biến. Tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho biết, tính đến cuối tháng 8 năm 2022, gói thầu A5 cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt sản lượng 89,2%, chậm khoảng 15,08%. Gói thầu A7 đạt sản lượng 59,9%, chậm khoảng 10,08%. Đồng thời, một số gói thầu đang đề xuất chấm dứt hợp đồng, gói thầu J3, A1, A6 và một số gói thầu A1, A3, A6, J1, J3 đã khiếu nại về các chi phí phát sinh do dừng chờ và phát sinh do việc chấm dứt hợp đồng khoảng 1.656 tỷ đồng. Sản lượng cả dự án ước đạt 80,20%, cơ bản không có chuyển biến. Thực hiện các chỉ đạo của chính phủ, các cơ quan liên quan đang triển khai một số nội dung để giải quyết các vướng mắc của dự án, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông thông tin. Được biết, cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc Nam. Dự án dài khoảng 57,8 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Long An. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, khoảng 1,6 tỷ USD. Khởi công từ tháng 7 năm 2014, theo kế hoạch hoàn thành vào năm 2019, nhưng do khó khăn về nguồn vốn và mặt bằng thi công nên tiếp tục giãn tiến độ hoàn thành sang năm 2023.